Bác Tuấn chào các anh em nha. Bữa nay Bác Tuấn sẽ biểu diễn là ngón thứ sáu thứ bảy. Nó kết hợp là nó sẽ gây ra một cái hiện tượng như thế nào để xử lý một tình huống. Thì ngón thứ sáu thứ bảy mà kết hợp với sào giả nữa, rồi quýnh hạ thượng nữa thì các đối thủ là họ trở tay không bao giờ kịp. Thì anh em, nhiều người anh em hỏi ngón thứ sáu thứ bảy anh có sử dụng ảo thuật được không? Món thứ sáu đó bởi như này là dùng ảo thuật rất là ok, vì gì là mình sẽ lấy cái bài theo ý muốn của khán giả nha. Hay là mình sẽ làm một cái tác phẩm mà nói lên một cái chủ đề là cho khán hạ diễn giả họ bất ngờ những lá bài mình lấy, thì mình phải kết hợp với sào giả là ngón thứ sáu thứ bảy mới là ok nha. Thì bữa nay chút xíu rồi sẽ diễn cho anh em xem cái dán bài nghiêng về góc độ nghệ thuật là của ngón thứ sáu thứ bảy như thế nào bạn nha. Bố tướng là quýnh nào, quýnh ngón thứ sáu thứ bảy được không cần nha. Sao trẻ lộn xộn bởi vì đối phương họ sẽ làm lộn xộn gì đâu, thì mình bài đâu qua mình lấy đó. Bài đâu qua mình lấy, nhưng anh Vin nghe biết ngón thứ sáu thứ bảy là nó nằm vị trí nào, nhưng anh biết cách để lấy bài nó hay không. Quan trọng là anh em hay biết cách lấy bài nó hay không nha, nó nằm ở đâu trong bài này. Quan trọng là anh em hiểu được nguyên lý nha. Đó, bộ bài này được anh em xài trẻ vào tùm lum rồi đó. Rồi giờ mình kéo lên ngón thứ sáu thứ bảy lên thử cái bộ bài. Thì như vậy trong tất cả những ván bài của mình sẽ điều khiển là lấy được ba lá bài hết. Bây giờ anh em quýnh 7 tấm tụ 10 tụ gì cũng được, em coi nè nha. Nhìn anh chia anh em cùng xem coi nè. Ván bài nha. Đó. Khi chậm thì cài gãi để coi thử cái cái ván bài nằm tư thế nào các bạn nha. Rồi. Rồi bây giờ hiện nay. Rồi, bây giờ anh em ai có là thường tết á. Anh em ưa quýnh bài cào tay á. Nha, thì đây nè, coi giật lên nha. Đây là gì? 7 nút, 9 nút, 5 nút, 3 nút, 8 nút, 1 nút nha. Bù 9 nút. Ok nha. Rồi 9 nút. Rồi, bài của mình thử nhiêu nút các bạn nha. Anh em đố đi nha. Rồi, bài mình ba tay ăn hết các bạn nha. Đó. Chắc người ta sào dễ thôi mấy, bởi vì quýnh ngón thứ sáu thứ bảy là đầu tiên mình phải thấy hai lá bài trước, hai lá bài trước là bảy lá bài trên nha, bảy lá bài trên các bạn nha, bảy lá bài trên. Đó, bộ bài này giờ mình sẽ vẽ cho anh em xem coi. Đó, bộ bài là đó, lộn xộn đúng không, phải không? Đó, không thấy bài lộn xộn chưa? Rồi bây giờ nè nha, rút ngón lên 6 7 lên. Rồi ok, mình thấy được lá bài vị trí đó, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Rồi, bây giờ tất cả vì hiện nay mình đi ra thấy hai tay đúng không? Đúng không? Bây giờ hai tay này á thì hiện là ngón thứ 6 là 7 thì mình nhắc nó lên lá thứ 8 này, bộ bài nè, đúng không? Lá thứ 8 nó rất là khó nha. Đây là lấy ra bài ha. Rất là khó nha, nha. Đó. Khó lắm, đúng không? Đó, thì mình coi trận động tác nha. Rồi bộ bài này lộn xộn đây. Nha. Đó, này các là làm thiệt nha, mà làm giả nghe này nè. Đây là làm thiệt chứ không làm giả nha. Rồi giờ rút ngón thứ sáu là bài 7 lên đây thử coi. Đây là hiện nay bài thấy là 9 nút. 9 nút là sao? 2 với 7 nha, tay là 9 nút rồi nha. Ok nè. Đó, thì mình lấy gì hồi xưa nãy giờ nói vậy, lấy này. Thì động tác mình lấy gì? Hai này trước. Đó. Còn những cái động tác này thì hai đó này thì mình khi ở trên bình thường. Đó nha. Rồi. Rồi. Rồi ngón thứ sáu nè, ngón 7 nè. Đó, ok. Rồi mình chia cho anh em xem coi nha, từng lá bài. Đó. Bây giờ hiện nay như vậy thì hiện nay là mình ra đây là một thằng tay nè, đúng không? Bây giờ thì bài có tư thế mình á, làm vuốt xuống một cái nha, mình vuốt lên cái bài đây mình được thằng chín nè. Đó. Rồi anh em coi xem thử dính với bài nha. Rồi vuốt lên cái, vuốt lên xuống cái. Thì bài đang là gì? Là gì? 6 đúng không? Đúng không? Lấy tay luôn. Rồi. Rồi ách. Bây giờ ách nè, với 6 nè, thấy không? Rồi bây giờ mình lấy tay thì lấy nhau lá thứ 3 đúng không? Lá 3 đang quay trong bài nè. Đó. Thì bây giờ hiện nay là tại sao ngón thứ 6 thứ 7 là nó lợi hại như thế nào? Đây. Như vậy là hiện nay là nếu mà bộ bài này á nha, để cho anh xem cái động tác nữa nha. Cầm một bài lên phải thấy hai lá bài trước nha, cầm thấy đây hai lá bài trước như vậy, tư thế là đang suy thế là chín nút rồi, không bảy thằng chín với thằng hai bảy nha. Đó, rồi kéo lại lên cái thử như tư thế là như vậy, thế là chín nút rồi đúng không, chín nút dưới nha. Còn nếu mà lấy ba tay thì lấy ba tay trên, bởi vì này là tay nè, này tay nè, thấy không? Đó, thì mình chia vòng thứ hai, vòng tua thứ hai nữa là ok rồi. Đó, vòng tua thứ hai là lấy được lá bài này, ok. Đó, như vậy thì hiện nay lì thì thằng tay là hai thằng tay rồi. Thì thằng tay nó nằm lá thứ mấy các bạn? Đồ làm sao nó từ cho một bài này.
không? Bởi vì trong lá thứ tư mình dòm biết đúng là lá thứ tư bộ bài, thì mình đẩy là bốn lá bài này để lấy lá bài này, đẩy bốn lá này ra mới được lấy lá bài này ra, thấy không? À. Đó là ngón thứ sáu thứ bảy các bạn nha. Bây giờ ba khán giả nè đang bắt ba lá bài, bắt ba lá ba nơi đi, thì ba lá này là ba lá ba nơi nha. Rồi mình bỏ lá vô chính giữa này một cái nè, bỏ hai cây và ba cây, bỏ lá ba bài, mình kéo này xuống ra thấy lá bài lên liền, trả tới đây là ba lá bài lên đây liền đó nha. Mình phải tốc độ nha. Rồi làm lại cái động tác này nè, một lá bài chính giữa nè khán giả nè, hai lá bài của khán giả nè, ba lá bài của khán giả nè nha. Ba là ba nơi, tay này kéo đi chứ thấy cái bài đó cạch lên đây mình đi lấy ba lá bài này ra nha. Đó, để mình chuyển qua cái tư thế khác liền là đánh lừa đấu giác đối phương liền. Ba lá bài này hạ xuống tắt phải lại lên, ba lá bài này cái đồng chỉ của mình xào nha. Rồi mình xào lộn xộn gì đó rồi xong rồi thì chuốt xuống bú cạch lên liền nha. Chuốt xuống rồi hạ xuống bú liền lên liền, hạ xuống bú lên liền nha. Rồi đó, hay là mỗi chút cho anh em kinh gì đó thì nó tạo cái tương tác nha. Rồi. Rồi bây giờ mình làm mẫu nha. Thì như vậy là sao các bạn? Như vậy là mình lật úp lại thì anh em hiểu rồi đúng không? Không hiểu không? Lật úp lại nè. Cho ba khán giả với mình như là đây là ba lá bài. Đó, ba lá bài của khán giả mình đại diện nha. Ba lá bài của khán giả. Rồi, đây là mời anh chị bắt một lá bài. Đó, thì như anh A này bắt một lá bài. Anh B này bắt một lá bài. Anh C này bắt một lá bài là ba lá bài. Đúng không? Đây là ba lá bài đúng không các bạn? Đầu tiên như vậy thì bây giờ làm như là ba là sắp theo thứ tự. Bây giờ anh A này á là mời anh lá bài của anh, em bỏ chỗ này được không? Bỏ chỗ này được không? Anh là được, ok. Anh B này bỏ chỗ này được không? Ok, nói là được. Anh C bỏ lá bài chưa? Ok được. Thì ba lá bài của anh chị là ba lá là ba lá bên ơi. Đúng không? Anh sẽ bỏ vô đây, hát lá bài lên cái. Đúng không? Thì hát lá bài này lên thì ba lá bài nó sẽ lên đầu rồi. Nha, lên đầu rồi, lúc nào lên đầu rồi. Thì lúc là lên đầu rồi á, mình lật lửa cho anh em xem luôn để cho nhớ, thì mình chuyển ba lá bài này xuống liền. Nha, rồi mình xào nha. Đúng lúc là mình mới xào nè. Rồi cái này mình xào lộn xộn như gì thì người ta không biết là lá bài đó bài đâu. Bây giờ thôi mời anh hay chị kinh một cái thì người ta kinh nha, ba lá bài nó trở về ban đầu rồi. Thì cái cách diễn này nó cũng rất là hay nha. Cách diễn này cũng rất là hay. Ba lá bài con giả bỏ xuống, lắp lại bài lên đây. Ba lá bài lên đầu liền nha. Rồi lúc này lắc bài lên đầu rồi thì mình cắt mình xào luôn nhá. Người ta nghĩ như vậy là mình xào tùm lum la đúng không? Đó là tùm lum la không? Đó. Bây giờ mời anh hay chị gì đó kinh luôn đi, cho người ta kinh luôn, thấy không? Đó, cho người ta kinh, người ta chia luôn cũng được nhá. Thì ba lá bài nè, quan trọng mình hiểu được nguyên lý nha.